ta có thể cảm nhận được bầu không khí tại sân vận động MetLife đang sục sôi cho mũi nhọn cao nhất trên hàng công. Đông với đến 7 huấn luyện viên nhà Argentina. Đây là đường chuyền vào trong, đánh đâu không vào, một tình huống sai lầm của cầu thủ bên phía Bolivia. Đánh đâu goal, hàng thủ Bolivia vẫn với số đông, nhưng một lần nữa bó tay trong việc ngăn cản các chân sút áo trắng. Một pha phối hợp ông Marcelo Bielsa mang lại tại giải đấu lần này. Dứt điểm từ xa, rất nguy hiểm. Ý của cầu thủ ở cánh phải, một cú đá của Nunez. Tiếp tục là một sai lầm của Bolivia. Facundo Pellistri đưa chuyền vào trong, rất nguy hiểm. Tiếp tục là tình huống tấn công cho Uruguay, dứt điểm. Không được. Đấu mới chỉ trôi qua được chưa đầy 20 phút của... Lập tức là tình huống tấn công dành cho Uruguay. Cho đoàn quân của Marcelo Bielsa trước Bolivia. Rất dễ dàng để cho các chân sút Uruguay giải mã hàng thủ của Bolivia. Một đường chuyền để là Cruz. Pha đánh đầu là của Darwin Núñez. Tìm đến khung thành của Vizcarra. Đường chuyền vào Núñez. Vẫn là Darwin Núñez. Dứt điểm, không được. Đang chơi hiệp đấu đầu tiên nữa. Và đây là cơ hội dành cho Darwin Núñez. Lại là một đường chuyền, sau đó là một pha dứt điểm. Ván vừa đi. Dứt điểm, cú đá ở góc hẹp, không được. Sau trận thua trước chính Panama, đang tự đưa mình vào thế khó khăn. Rất nguy hiểm. Thêm một bàn thắng nữa chăng, và đó là 3-0 dành cho Uruguay rồi. Xử lý bị mất bóng của cầu thủ Bolivia. Uruguay triển khai tấn công nhanh với De La Cruz, chính là tâm điểm. Anh đập nhả cùng Núñez trước khi tạo ra đường chọc khe cho Araujo. Lại là pha di chuyển hay nữa đến từ cầu thủ tấn công Uruguay. Nó biên. Nhưng Uruguay vẫn đang tấn công dưới sân. Thêm một cú đá nữa và thêm một bàn thắng nữa dành cho Uruguay. 4-0 dành cho đội bóng của Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa đang có một hàng công rực lửa. Facundo Pellistri phối hợp cùng với Federico Valverde trong tình huống này. Một pha xử lý đơn giản. Bây giờ là quả đá phạt cho Uruguay. Đánh đâu! Rất dễ dàng để cho Rodrigo Bentancur thoát xuống. Và dứt điểm tung lưới thủ thành Vizcarra.